chuối là thực phẩm được rất nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, loại chuối chín ruột thì lại không nằm trong danh sách đó. Tất cả chúng ta chắc có vài đôi ba lần quên ăn chuối vừa chín tới, và vài ngày sau đó, vỏ chuối sinh ra những đốm đen, hay còn gọi là chuối chín ruột. Những lúc như vậy, chúng ta lại vứt những quả chuối xấu xa vào thùng rác. Thật ra, một khi quả chuối đã chín quá mức, hàm lượng dinh dưỡng của nó cũng đổi mới. Nhưng điều đó không có nghĩa là loại trái cây này mất hết dinh dưỡng. Ngược lại, hàm lượng dinh dưỡng của quả chuối chín ruột cao hơn nhiều so với chuối vừa chín tới. Trường Đại học Sinh Thái học thuộc Đại học Cornell Mỹ đã phát hiện chuối càng chín càng có ích cho cơ thể. Giàu kali, mangan, chất xơ, đồng, vitamin C, vitamin U và protein, chuối có thể giúp ngăn ngừa hen suyễn, ung thư, huyết áp cao, tiểu đường, bệnh tim mạch, cũng như các vấn đề về tiêu hóa. Khi quá chín, các carbohydrate phức tạp trong quả chuối sẽ đổi mới từ tinh bột thành đường đơn. Hàm lượng calo vẫn giữ nguyên trong khi các vitamin tan trong nước như vitamin C, axit folic và thiamine có xu hướng giảm. Dưới đây là những lợi ích hoàn hảo của chuối chín ruột. 1. Ngăn chặn những tế bào tổn yêu mến. Giàu chất chống oxy hóa, chuối chín ruột giúp trì quản sự tổn yêu mến của các tế bào gây ra bởi thiệt hại bên trong và các tế bào gốc. Điều này giúp giảm nguy cơ bệnh rộn bệnh. 2. Giảm huyết áp. Chuối chín ruột có nhiều kali và ít natri. Thường xuyên ăn loại chuối này có thể cung cấp điều chỉnh lưu lượng máu phù hợp và loại trừ tắc nghẽn trong động mạch. Điều này giúp ngăn ngừa trợ quỵ và đau tim, vì hệ tuần hoàn hoạt động hiệu quả. 3. Giảm chứng ư nóng. Trái cây này hoạt động như thuốc kháng axit khi nó chín ruột. Chuối chín ruột phủ đầy đốm nâu giúp làm dịu kích ứng và giảm đau. 4. Ngăn ngừa thiếu máu. Giàu chất sắt, ăn chuối chín có thể tự nhiên giúp tăng nồng độ máu. Đây là một trong những cách tốt nhất để điều trị thiếu máu. 5. Tăng cường năng lượng. Hàm lượng carbohydrate và đường cao trong chuối chín tục hoạt động như một chất đẩy mạnh năng lượng tự nhiên. Ăn hai quả chuối chín có thể cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể hoạt động thể chất dài 90 phút. 6. Ngăn ngừa ung thư. Một trong những lợi ích có ích nhất của chuối chín ruột là khả năng chống ung thư. Các đốm đen sinh ra trên vỏ chuối khi bị bong ra sẽ phát triển yếu ớt tố hoại tử khối u, một chất có thể hủy hoại các tế bào ung thư và bất thường. 7. Cải thiện sức khỏe tim mạch. Như đã nói ở trên, chuối chín ruột rất giàu kali và ít natri, có thể có ích cho việc kiểm soát mức cholesterol. Hàm lượng chất xơ trong trái cây này cung cấp giảm nguy cơ bệnh rộn bệnh tim, và hàm lượng đồng và sắt giúp cải thiện cũng như duy trì lượng máu và nồng độ hemoglobin. 8. Kiểm soát tình trạng lois. Chuối là loại trái cây có ích nhất và là loại trái cây mà người bị lois có thể ăn mà không phải sốt ruột về bất kỳ công dụng phụ nào. Kết cấu mềm mại của chuối phủ lên lớp lót dạ dày và ngăn axit làm nặng nề thêm vết lois. 9. Ngăn ngừa táo bón. Là loại trái cây giàu chất xơ, chuối chín ruột là câu trả lời sau cuối để giảm tình trạng táo bón. Nó điều chỉnh nhu động ruột và cải thiện hệ tiêu hóa. 10. Điều trị trầm cảm. Khi được tiêu thụ trong cơ thể, hàm lượng tryptophan cao trong chuối chín ruột được chuyển đổi thành serotonin, một chất giúp gam mê thủ cảm thấy thoải mái và làm dịu hệ thần kinh, từ đó cải thiện tâm trạng. Tác dụng phụ của ăn chuối chín ruột, do chứa nhiều đường, chuối chín ruột không phù hợp với người bị bệnh tiểu đường. Theo Bùng Xì,